ngon từ trước, bạn ăn ngon quá cái gì á. Thịt này là thịt gì á, cái gì gì đây? Cái đó là thịt lặn con. Rồi, bé con cục đây. Bao nhiêu? Muốn là 40 ngàn, ba em giữ cho em. Cái này
mời cả nhà cùng ăn cơm chung với em nha. Thì hôm nay em có món bí đỏ xào với thịt bằm và một món nữa là rau muống xào tỏi nha cả nhà. Em mời cả nhà mình ăn cơm chung với em nha. Đến đây thì em với Duy đang ăn cũng no nha cả nhà. Thì video của em á đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh và theo dõi tụi em nha. Thì những anh chị em nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ tụi em và nhớ bật chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ tụi em nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà mình.